Liệu hôm nay đã là phiên rũ hàng lần cuối cùng mở ra cơ hội vượt đỉnh ở tuần sau hay không? Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại video ngắn nhận định thị trường hàng ngày của em Tuấn Hưng VPS. Hôm nay là một phiên giằng co kịch tính đến tận phút cuối cùng, nói chính xác là 15 phút cuối. Và hôm nay có những tín hiệu khá là tích cực để Tuấn Hưng sẽ chia sẻ giúp anh chị có thêm sự tự tin, cầm nắm những vị thế hàng có sẵn tốt hoặc thậm chí là mở thêm một số vị thế mua trong video ngày hôm nay. Tuy nhiên em Tuấn Hưng cũng chia sẻ một số góc nhìn mà đấy chỉ là điều kiện đủ, còn điều kiện cần là gì để cho thị trường có thể vượt đỉnh, giúp anh chị có một cái đầu lạnh, một sự bình tĩnh. Thứ nhất, để tránh việc mua đuổi gây những thiệt hại lỗ trong ngắn hạn, hoặc thậm chí anh chị quá tự tin rằng cái kèo làm vượt đỉnh đến khi mà thị trường thực sự nó không như kỳ vọng, ví dụ nó thay đổi đến mức độ nào thì chúng ta biết rằng chúng ta đang phán đoán sai và chúng ta dừng lỗ với mức lỗ thấp nhất có thể chỉ 1% thôi chẳng hạn. Tránh những việc mà thị trường nó kéo chúng ta đi quá xa thì chúng ta sẽ không thể nào mà xử lý được. Vâng, cảm ơn tất cả mọi anh chị. Và nếu anh chị lần đầu tiên theo dõi video này thì hãy để lại cho em Hưng một lượt like cũng như đăng ký kênh để chúng ta cùng đi phân tích thị trường này nhé. Và chúng ta sẽ không mất thời gian nữa, cùng đi phân tích thị trường thôi. Và video này mình khẳng định sẽ dài hơn mọi ngày một chút, có thể là hơn 20 phút đấy nhé. Bởi vì trong video này mình sẽ chia sẻ thứ nhất là cả kiến thức lồng ghép trong việc phân tích thị trường, và sẽ có cả phân tích về góc nhìn dòng tiền chứ không thuần về các chỉ số gồm MACD này, Bollinger Band như mọi ngày. Mặc dù những kiến thức đấy giúp chúng ta phân tích cũng như dự đoán cực kỳ chính xác cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn nhé. Cảm ơn các anh chị. Đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng hôm nay rõ ràng là một cây nến đỏ cả dầu trên dầu dưới với thanh khoản suy giảm, nhưng chúng ta phải nhìn nhận thực tế một điều rằng hôm nay vẫn là một phiên doanh điểm, cho dù 4 điểm không là con số lớn nhưng dòng tiền lại khá lan tỏa, 1.235 mã xanh so với 178 mã đỏ. Thì chúng ta phải nhìn nhận một thực tế rằng nếu hôm nay tài khoản anh chị không tăng hoặc là giảm điểm thì đó là lỗi của anh chị cầm những danh mục không chuẩn chứ không phải lỗi tại thị trường. Đó là một điều thực tế, chứ bởi vì hiện giờ là xanh nhiều đỏ và tính theo xác suất trung bình, và chúng ta nhìn thấy rằng là cái việc xanh điểm này nếu chúng ta nhìn lại có những cổ phiếu, thậm chí có những nhóm ngành rất là cơ bản chứ không phải là vấn đề kéo trụ hoặc kéo những con linh tinh vớ vẩn. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy ở đây có sự góp mặt của dòng cảng biển, có dòng góp mặt của hóa chất CSV, có cả những nhân tố của dòng bất động sản, dân sự, phân đạm, công nghệ, dệt may, hóa chất cái gì à? Dabaco là lương thực, Gillex là của điện, bán lẻ DGC, PVT, phân đạm. Nhớ rõ ràng rằng kể cả những ngân hàng, chứng khoán cũng không đến nỗi giảm điểm. Do đó chúng ta không thể khẳng định được rằng đây là một phiên phân phối hay là không phải là một phiên kéo trụ đạt mít cái gì cả. Mà rõ ràng rằng nếu hôm nay tài khoản anh chị đỏ thì đơn giản rằng là anh chị cầm không đúng danh mục hoặc là danh mục anh chị phân phối chưa đều. Đấy là lý do duy nhất, và mình nghĩ rằng đây là một tín hiệu tích cực cho phe cầm hàng, khẳng định là như vậy. Và chúng ta đấy là một điều duy nhất chúng ta tự tin cho một cái kèo kỳ vọng là vượt đỉnh. Đây là điều kiện cần nhé, còn điều kiện đủ tí nữa Tuấn Hưng sẽ nói sau. Thứ hai, chúng ta nhìn nhận rằng là hôm nay thì sự phân hóa khá là tốt. Khi chúng ta nhìn thấy trong đề Vin 30 thì chỉ duy nhất cổ phiếu VRE là giảm trên 1%, còn đại đa số cổ phiếu giảm không quá 0,5%, cho dù là ngân hàng, cho dù là Vinamilk, cho dù là FPT Techcombank, thậm chí có những nhân tố khá là tốt vẫn đang giữ được cái vị thế mạnh. Đó là FPT tăng rất nhiều rồi nhưng hôm nay vẫn tăng, thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một điều tích cực của thị trường, đúng không? Cái nhược điểm mà nhiều anh chị đang lo lắng rằng đang thấy thanh khoản thấp thì Tuấn Hưng hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị một cái chia sẻ nữa. Thứ nhất ấy, anh chị để ý đấy, nếu mà thực sự chúng ta phải thừa nhận đây là khu vực vai bên phải của một quá trình, ví dụ như ở cái đỉnh đầu tiên đúng không thì là cao nhất, thì cái tất cả những cái gì nằm phía bên phải của cái đỉnh đầu tiên chúng ta gọi là vai bên phải. Và thường cái vai bên phải rất nhiều người lo lắng rằng khi thanh khoản thấp có nghĩa rằng nó sẽ rơi đấy, thì em Tuấn Hưng sẽ dựa ở đồ thị ra cho chúng ta chỉ vào cái đồ thị nhé. Em nói cũng khá là chậm đúng không, anh chị chắc vẫn hiểu được đúng không? Thì tất một số vị trí anh chị lo lắng rằng nếu mà thanh khoản thấp nó sẽ như khu vực này, giống như một số anh chị em đang nói đây, khu vực này này có cái thanh khoản, nghĩa là nếu chúng ta coi đây là một cái đỉnh, khu vực này khu vực vai bên phải và thanh khoản thấp thì nó sẽ có một phiên rơi điểm điểm. Tuy nhiên em Tuấn Hưng đã nói rồi, thanh khoản thấp chỉ là một yếu tố và nó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải là một phiên giảm gãy M20 với vốn lớn, và điều đó hoàn toàn chưa xảy ra. Và khi nó chưa xảy ra thì chúng ta không phải việc gì phải lo lắng, việc của chúng ta chỉ là thận trọng, đừng mua đuổi, chúng ta từng bước mua những gì chắc chắn nhất, chứ thực sự nếu điều đó xảy ra thì chúng ta cắt lỗ thôi và chúng ta lỗ ít hơn ở vị thế tốt nhất.
chứ không không thể nào mà cứ nhìn thấy thanh khoản thấp mà lo lắng được. Ngoài ra thì em Tuấn cũng chia sẻ một cái góc nhìn, nghĩa không bỏ qua nhé. Hôm nay tạm thời tí nữa chúng ta sẽ nói về những cái tư thế mà CD Bollinger Band này sau. Nghĩa hôm nay chúng ta sẽ nói trước về các cái góc nhìn tư duy. Ví dụ đầu tiên, nếu anh chị tư duy rằng đây là một khu vực, gọi là anh chị nghĩ rằng nó là khu vực tái phân phối hay là gì đấy, thì mình chia sẻ một góc nhìn thứ nhất. Nếu là thực sự nó là phân phối với vol thấp như này thì trước đó phải là một quá trình vol rất là cao. Đấy, một quá trình vol khối lượng rất là lớn. Và sau đó cái đỉnh này này thì thường nó không bao giờ quá được cái khu vực này. Đấy. Nhưng chúng ta đang ở cái trường hợp ngược lại. Đó là sao? Chúng ta còn vượt được cả cái khu vực này. Chúng ta được vượt được cả khu vực này. Rõ ràng rằng chúng ta trả nhà cái nào họ kéo lên đến tận đây, xong rồi lại để cho cái khối lượng thấp. Bây giờ thì nhà cái họ cần bán nhanh, bán khỏe, bán mạnh để gom lại hàng. Tại sao họ phải để ở đây cho nhỏ lẻ làm tự giao dịch hay sao mà khối lượng thấp này? Nhà cái họ sẽ không thể phân phối ở khối lượng thấp như này được. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Vì mình nghĩ rằng với khu vực này và thanh khoản như thế này, kéo dần lên như này, thì mình thiên hướng rằng đây là một kiểu kéo tăng trong nghi ngờ hơn là một quá trình tái phân phối và dụ đạt bull trap như thế này. Đây là mình nghĩa là mình thiên hướng khoảng 70-80% là xu hướng sẽ kéo. Đấy. Thứ hai nữa là mình chia sẻ một góc nhìn nữa. Nếu anh chị để ý thấy rằng trong một quá trình tái phân phối, nghĩa là xu hướng chuẩn bị giảm, thì nó thường có xu hướng như này này. Buổi sáng anh chị nhớ nhé, buổi sáng thường bao giờ nó cũng đạp hoặc là lình xình đúng không? Thường ấy, ở trong phiên ấy, nếu mà mình giờ đây mình ví dụ nhé, nếu mà đây là tháng mùng 7 này, nó là một phiên phân phối, thì thường ấy, ở tham chiếu này, đây là tham chiếu nhé, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thường trung bình nó sẽ mở gap giảm nhẹ xuống, sau đó nó lình xình, xong rồi kéo lên này, sau đó đạp xuống, kéo lên và cuối ngày nó bắt đầu nó kéo lên. Đấy, sau đó ngày mai nó lại tiếp tục mở gap nhẹ giảm xuống, sau bắt đầu nó lại này, cuối ngày nó lại kéo một cái gap lên. Đấy là một việc mà mình nghĩ rằng giai đoạn gọi là chúng ta thường xuyên sẽ thấy các cái đến gọi là cái đến điểm à rút chân kiểu như này này, đấy cái đến kiểu như này này. Đấy, nhưng khu vực này này thì nó sẽ thường là giai đoạn vùng đỉnh. Đấy, kiểu như này này, đạp xuống xong kéo lên đấy. Tuy nhiên rằng chúng ta nhìn nhận rằng là nếu mà ở khu vực gọi là tăng trong nghi ngờ thì nó hay làm điều ngược lại. Đó là thứ nhất, nhà cái nếu trong khu vực phân phối nhá, em nói lại cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì nó thường cái này nó tạo cho anh chị em một thói quen bắt đáy. Đó là sao? Nó cứ đạp khối lượng lớn, mọi người lao bắt đáy, nó sẽ kéo lên mọi người, tôi được ăn, đúng không? Nó sẽ làm đến khoảng 3-4 lần, giống như kiểu bài toán cho cá ăn đấy. Chúng ta quen cái thói quen bắt đáy, nghĩa là lần sau chúng nghĩ lần sau cứ đạp chúng ta múc là sẽ có ăn, giống kiểu như vậy. Thì đến lúc chúng nó đạt thật, anh chị lao vào bắt tới bến luôn. Đấy, như ví dụ cây này anh em bắt gọi bắt bằng được, bắt sàn, bắt tiếp thứ đủ trò, và đấy là mục đích của nhà cái. Tuy nhiên rằng ở chiều hướng ngược lại, nếu thị trường thực sự tăng thì mình nghĩ rằng lại xu hướng lại hay làm kiểu ngược lại. Thứ nhất là nó luyện cho anh chị cái lỗi sợ hãi. Đó là sao? Thường bao giờ cũng mở gap lên nhá, nhưng sau đó thì nó lại nhúng xuống nhưng không mất cái gap đấy, thường là như vậy. Đấy, nó sẽ như thế, và sau đó nó cuối ngày nó vẫn cứ kéo nhẹ lên một chút. Do đó thì những người nào mà mua đuổi, mua lúc gap tăng lúc hưng phấn đều bị lỗ ngắn hạn. Thực ra không lỗ nhiều, nó chỉ lỗ khoảng tầm 1-2% đổ lại, nhưng mà nó sẽ làm cho anh chị em cái độ rẻ. Đấy, thậm chí là rất nhiều anh chị ấy là cứ lên phát thấy nó cụt xuống đến lần thứ ba, đúng không? Lần một, là lần hai, lần ba là mọi người sẽ mang hàng ra bán, chán quá, mệt mỏi. Thì đấy là cái mà nhà cái đang luyện, cho đến một ngày nào đó thực sự nó đánh thật thì chắc chắn anh chị sẽ không dám mua đuổi, chắc chắn thế. Và nói thật mình thì mình cũng không mua đâu, nhưng mà đấy là cái là nhiều người biết thì chúng ta nhìn thấy. Và khi người ta không mua đuổi thì tàu rất nhẹ và nó kéo vút phát lên. Và khi nó kéo vút phát lên thì lúc đấy khi nó lên trên này rồi thì mọi người mới cảm giác là bị ôi lỡ tàu, và lúc đấy thì mới lao vào mua đuổi. Và đấy chính là mục đích của nhà cái. Đấy, lên đến đây mọi người mới lao vào, ô vượt đỉnh rồi, nghĩa là nó sẽ giúp cái quá trình đấy, nó sẽ giúp cái kéo một cái giai đoạn khoảng 10-15 điểm rất nhanh, không bị adu vào. Và khi lên đến trên đây rồi thì mọi người mới lao vào đu, thì đây chính là khu vực mà mình nghĩ rằng nó sẽ tái phân phối, nó sẽ xả vào mồm cho những ai không mua. Và nếu mình điện thì thực sự là mình sẽ không mua đuổi, thực sự mình cũng không mua đuổi đâu. Hoặc là có mua đuổi thì mình sẽ mua và lên phát mình bán ngay, nghĩa là trong T2 mình sẽ bán ngay, gọi là ăn theo nhà cái, tát nước theo mưa, và mình sẽ không sử dụng cái tỷ trọng nó vừa phải trong quá trình mua đuổi này, nghĩa là mình biết trước hiểu ăn theo nhà cái đấy. Còn mình sẽ không bao giờ mua đuổi đây và lên đây ngồi giữ trong phải gia tăng các thứ, không, lên đây mình sẽ xả, nhà cái xả mình sẽ xả. Và rõ đây đấy là cái chiến lược của mình trong giai đoạn này. Thì mình nghĩ rằng đây cũng có thể là một cái chia sẻ
một cái góc nhìn theo tư duy. Nãy giờ mình không nói gì đến Nam Bollinger Band, không nói gì đến MACD đúng không, không nói MA20, mà chúng ta chỉ tư duy theo góc nhìn của chúng ta thôi. Đấy, thì chúng ta nhìn đến cái góc nhìn đấy là quan điểm của mình, thì mình nghĩ rằng thiên hướng nó sẽ kéo một cái vù phát lên rất là đột ngột và anh chị không kịp phản xạ ấy. Đấy, thì sau đó thì nó sẽ tái phân phối ở khu vực trên này, giống kiểu như này, nó vụt phát lên đây, mọi người không kịp đu ở cây nến này, sau đó lên đến đây là cây nến này, anh chị em nhìn thấy khối lượng rất thấp đấy, mà kéo vụt phát lên thì anh chị lên đây người ta sẽ bắt đầu nó mua bán trong này. Và lập tức là nếu chúng ta để ý đến ở khu vực trên này này, khối lượng nó rất là cao thì chúng ta bé dần, hoặc là chúng ta chặn lãi khi nó mất cái mốc này, chúng ta bán coi như đi đến bút tiền vào bút tiền ra không được lúc nào chứ. Đấy, thì cá nhân mình nhìn nhận cái thị trường nó có thể như thế. Còn bây giờ thì phân tích một chút nữa về MACD đi, thì anh chị xem mà nãy giờ thấy phù hợp cái tư duy ấy, mà thấy hay ấy, thì hãy để lại cho lượt like. Thì mình có khuyến nghị cái nhóm của mình trong hôm nay, đây là khuyến nghị tóm tắt của mình nhé. Thì mình đề xuất anh em là ở giai đoạn này nếu mà mở mua mới thì mình đánh giá cao là anh em mở mua Tiên Phong Bank hoặc là một số mã ngân hàng CTG. Bởi vì sao? Ở giai đoạn này thì mình thấy rằng dòng ngân hàng nó đang ở phía dưới, tiền thì thực sự cũng có mớm mớm vào rồi, nhưng nếu chúng ta đặt cược cái kèo vượt 1.300 như vừa rồi mình nói thì chắc chắn rằng là sẽ phải có một trợ lực của một là dòng chứng khoán, hai là dòng ngân hàng. Mà đương nhiên là kéo ngân hàng thì mình đánh giá rằng mình nghĩ là ngân hàng kéo giai đoạn này sẽ dễ hơn là kéo dòng chứng khoán. Tại sao? Chúng ta nhìn thấy dòng chứng khoán là rõ ràng là nó ở cái cản nó rất dày, cản ngay gần đây này, mới gần đây này rất là nhiều người đu bám ở ra cái cây đến mới khoảng 1-2 tuần thôi, rất nhiều người xả hàng ra. Mình thấy dòng chứng khoán khối lượng nó như vậy đấy, trong khi nếu kéo ngân hàng thì nó đã có một quá trình rung rũ tích lũy vốn nó cạn hơn nhiều, do đó thì mình đánh giá cao dòng ngân hàng hơn. Với thứ hai là rõ ràng kéo chứng khoán ngân hàng ấy thì kéo ngân hàng cái chỉ số đi lên nhanh hơn, rõ ràng như vậy rồi. Và nhiều người sẽ không dám đu ngân hàng bởi vì nó chết một giai đoạn quá nhiều từ giai đoạn này rồi, suốt mấy tháng rồi, bây giờ ai dám thò tay mua đuổi đúng không, mua tại nền thì dám mua đuổi làm sao dám mua đúng không. Thì mình đánh giá càng rằng là VIB chúng ta nhìn này, thanh khoản nó kéo rất là dễ, thấp tẹt này đấy, MBB này đấy, MB hơi to, còn BID này thanh khoản nó cụt dần xuống, ví dụ vậy. Thì mình nghĩ là kéo những con ngân hàng CTG này nó sẽ dễ dàng hơn là kéo dòng chứng khoán. Thì đấy là kịch bản mà mình khuyến nghị anh chị em rằng là mua cổ phiếu ngân hàng. Thứ hai là vị trí mua ngân hàng nó đang khá tốt, thì mình đặt cược thôi. Những vị thế mua giai đoạn này thì mình đã nói rồi, khá là rủi ro, cho nên anh chị mua bán là phải thận trọng, dùng margin thì phải thận trọng. Đấy, do đó thì mình đánh giá hôm nay là mình đánh giá mua ATC Tiên Phong Bank giá 18.1 vào được, lợi thế T cộng, và chúng đặt cược rồi đấy. Thì chúng ta phải nhìn rằng hôm nay chia sẻ với anh chị em đây là cái khuyến nghị của mình, và mình chia sẻ một câu chuyện của cá nhân nhóm mình thôi. Anh chị em nào mà thấy hay thì cứ bấm like ủng hộ nhé, kẻo tí quên cuốn quá. Mình thấy rằng là hôm nay thì thực sự rằng là thị trường giao dịch, mình chia sẻ nhóm mình thì từ buổi sáng ấy, mình theo dõi broker mà mình theo dõi cái doanh số cả mua cả bán của nhóm mình thì khá là thấp luôn đấy. Đây mình xem 15 phút là cái dạng cả dạng này này, nó rất là thấp luôn, đến tận chiều đấy, rất là chiều, đến nghĩa là suốt quá trình này của nhóm mình giao dịch rất là thấp. Nhưng mà tự nhiên cái dạng này này 2 giờ chiều tự nhiên cá nhân nhóm mình tự nhiên cái lực mua lực bán nó tăng vọt lên. Thì mình nghĩ rằng là lực bán thì chúng ta bán ở đây khá nhiều, nhưng mình thấy là lực mua tăng vọt lên thì có nghĩa rằng là mình nghĩ cái tác dụng tư vấn của mình khá là tốt. Có nghĩa là rằng ngay buổi chiều ấy, khi mà thị trường đang kéo tăng rất là mạnh đấy, anh em mình để như lúc chiều này, lúc trưa này tăng rất là mạnh đúng không, 11 giờ trưa đúng không, tăng rất là mạnh ở đây, thì mình đã nhắn trong nhóm một câu rằng là anh em cứ thực sự bình tĩnh. 11 giờ trưa tổng kết phiên giao dịch buổi trưa, buổi giữa trưa, mình nói rằng dòng tiền thì lan tỏa và các nhóm nhẹ không bị ảnh hưởng bởi chỉ số thì kéo trước, BTO, PTB đấy, nhóm hóa chất cũng đang kéo lên. Nhưng mà về chỉ số chung thì mình view chiều nay sẽ có một nhịp nhúng nhẹ nữa, và hôm nay thì hy vọng sẽ là một cây nến màu xanh từ 5 đến 10 điểm rất đẹp và tiền đề cho tuần sau hội vượt đỉnh. Đấy là điều kiện cần và điều kiện đủ, tí nữa mình sẽ nói nhé, cuối video mình sẽ nói điều kiện đủ để chúng ta bình tĩnh nhé. Thì đầu tiên là chúng ta nhìn thấy buổi cái ảnh này mình gửi từ chiều trưa này, thì mình nói rằng là thị trường nếu khỏe thì nó kéo hẳn lên một chút rồi sẽ test lại ở 1.288, nhưng nếu yếu ấy thì nó sẽ ở 1.290 rồi giật về 1.282 luôn, sau đó mới kéo lên. Thì thực sự rằng là thị trường nó đúng ở trường hợp này. Anh chị nhìn thấy là nếu mà cái ảnh này mình gửi lúc 11 giờ và bây giờ sau đó thì anh nhìn thấy nó quá chính xác luôn, chính xác đến từng cm một, 1.282. Và mình nghĩ rằng là nhóm mình, anh chị ấy có lẽ nó bắt đầu quen
với cái thói quen giao dịch của broker. Có nghĩa rằng là quen thói quen là 2 giờ chiều bắt đáy thứ sáu. Có nghĩa là dù gì cái cách đào tạo, cách tư vấn, cách chia sẻ của mình về nhịp độ thị trường ấy, họ đã bắt đầu quen và họ bắt đầu bắt đáy được rất tốt. Và mình khẳng định rằng nếu cho dù thị trường có sập hay không sập, tuần sau có tăng vượt đỉnh hay không, thì chắc chắn là cái giá mà nhóm mình mua nó vẫn là cái giá tốt nhất trong ngày nhờ những cái góc tư vấn. Thực sự là nhiều người nói rằng là ông tư vấn ông dở cái chat 5 phút ra ông giới thiệu có tác dụng gì, mình mà nó không quan trọng. Quan trọng của việc mình là mình giúp cho khách hàng mình không bán tại đáy. Và mình khẳng định là nhóm mình chả ai bán tại đáy cả, bởi vì mình đã nhắc trước rồi, đúng không? Mình nhắc trước thì đương nhiên là khách hàng không nhắn tại đáy và họ thậm chí còn bắt đáy. Còn việc bắt đáy nhiều hay ít thì chia sẻ với anh chị thật rằng là hôm nay mình không bắt nhiều, mình chỉ bắt mỗi tiên phong banh. Và lý do tại sao là thực sự gì, mình cũng có nhiều hàng rồi, và việc bắt đáy của khách hàng của mình ấy thì mình nghĩ là do có nhiều anh chị đã bán được cách đây khoảng 2-3 hôm theo cái khuyến nghị mình. Ví dụ họ bán được CSV, họ bán được giá 70,8 thì họ mua lại thôi. Đấy là cái lý do rất bình thường và mình nghĩ rằng là cũng chả có gì sai nếu khách hàng của mình bắt đáy. Nhiều người anh chị sẽ chỉ trích rằng là giai đoạn vùng đỉnh rồi mà nhóm ông còn mua là rủi ro. Mình nghĩ rằng rủi ro hay không nó phụ thuộc vào tùy hoàn cảnh anh chị. Có những người cầm full hàng rồi, có những người tỷ trọng 80% rồi mua thêm nhiều thì nó là rủi ro. Nhưng cũng có những anh chị ấy, họ đã chốt lời được ở trên, bởi vì nhóm mình để ý thấy là giai đoạn này lướt rất là khéo. Anh chị em để ý thấy là cái video cách đây mấy phiên ấy mình đã nói rồi, có nghĩa là cách 4-5 phiên ấy mình nói rồi, giai đoạn này ấy, là lướt sóng cho nên là nhóm mình cứ thấy tăng là họ bán ngay 1/2. Thì do đó thì họ có tiền họ quay xuống giảm điểm đúng theo kế hoạch, đúng không? Mình nói và đúng kế hoạch thì đương nhiên họ phải bắt đáy thôi. Chúng ta không có, mình nghĩ đấy là hành động hoàn toàn chính xác, đúng hay sai là tùy hoàn cảnh. Đối với những khách hàng họ đã bán được cách đây 2 hôm thì bây giờ họ quay lại bắt đáy là hoàn toàn bình thường, mình nghĩ là như vậy. Còn chỉ sai khi mà anh chị đang lỗ, đang cầm tỷ trọng quá cao, bây giờ dùng margin bắt đáy thì mình nghĩ là nguy hiểm thôi. Đúng, hôm qua họ bán rồi hôm nay họ mua thì chuyện bình thường. Thì mình nghĩ rằng là đúng hay sai đoạn này là cực kỳ linh hoạt, và mình nghĩ rằng là anh chị phải để ý thật kỹ các cái nhắn tin của mình, bởi vì cái nhịp độ thị trường của mình nắm rất là chuẩn. Và anh chị nếu mà mua theo bán theo đúng cái khuyến nghị của mình ấy thì mình nghĩ rằng là đệm lãi khá là dày, một ngày tích thêm một chút. Thì mình nghĩ đấy là cái chia sẻ của mình nhé. Thì tất tổng kết lại rằng là thị trường mình đánh giá vẫn đang thiên hướng tích cực, nó chưa thực sự rủi ro, và đây là điều kiện cần, mình nói lại điều kiện cần cho một pha quá trình kéo tuần sau vượt đỉnh. Còn mình đánh giá rằng pha vượt đỉnh này thì mình nói lại rồi, vượt là để bán. Mình nói thật, mình đặt kèo này là kèo ăn từ 5-7%, vượt là để mình bán, chứ không phải là như nhiều nhóm nói rằng là vượt đỉnh để lên 1.400, để đi 1.500, không có đâu. Mình không kỳ vọng như vậy. Lên đến đây là mình sẽ canh để bán dần, có thể là 1.310, có thể vượt thêm một chút từ 1.320, quanh khu vực này là mình sẽ bán đấy. Và mình đặt cược như vậy thôi, thì anh em hiểu cái cách tư vấn cũng như chiến lược của mình như vậy đấy. Còn về cái góc nhìn thì chúng ta nhìn qua một chút về đồ thị tuần thì thực sự một cây nến mình đánh giá rằng là cũng khá đẹp. Nghĩa 10 điểm thì mình đánh giá cây nến này khoảng tầm 7 điểm, không phải quá đẹp bởi vì nó vẫn còn một cái rô nến trên. Và thứ hai là cái điều kiện gọi là rủi ro, nó chỉ cần một cây nến gãy nữa xuống thôi là phân kỳ âm, thì mình nghĩ rằng là nó là 10 điểm đánh giá là 7 điểm, nghĩa thanh khoản khá tốt đấy. Thì mình nghĩ vẫn kỳ vọng nó lên được khu vực này thế thôi, chứ mình không kỳ vọng nó quá nhiều, không kỳ vọng nhiều lắm đấy. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta, đấy là kịch bản mà mình suy nghĩ. Còn nếu mà thực sự thị trường nó có biến cố lớn thì đấy lại là một cơ hội cho năm 2025 chúng ta bắt lấy một con sóng rất là lớn. Thì đấy chia sẻ mình thế là, vậy thì với cái điều kiện đủ cần là khá tốt đúng không, từ tất cả các nhóm ngành mình nhìn nhận đúng không, tất cả các nhóm ngành nó đang ở những vị thế khá tốt để cho một pha bùng nổ. Ngân hàng này hôm nay đã có những cổ phiếu như HAH mình khuyến nghị đúng không, mình khuyến nghị HAH về con gì ạ, con Vicostore Việt Nam Container đúng không. Thì mình nhìn thấy là rõ ràng chúng ta đang khá là tích cực, có những nhóm ngành nó đã không chịu được nữa rồi, nó dục dịch nó lên trước đấy, nó không chờ đợi nữa. Ví dụ về con ship đúng không, SC đúng không, hôm nay cũng đang dục dịch khối lượng lớn vào dần, nó đã không chịu được nó sẽ xu hướng tăng trước. Thậm chí thế thì mình nghĩ rằng là đây là điều tích cực thôi, mình đang chờ đợi một số nhóm ngành nữa, ví dụ là bất động sản công nghiệp này ví dụ vậy, hoặc là một số cổ phiếu ví dụ là dầu khí chẳng hạn như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng là sẽ có một số nhóm ngành thứ hai nó sẽ manh nha đẩy lên nữa. Thì đấy là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ thì chúng ta phải nhìn một câu chuyện nữa mình sẽ chia sẻ, đó là chúng ta phải nhìn vào thằng thế giới. Thằng thế giới ấy, thực sự là thế giới dạy
chúng ta phải nhìn nhận rằng Việt Nam nó như một cổ phiếu mid cap hoặc penny của thế giới ấy. Cái thằng chùm ấy, con blue chip ấy, nó đây này là ông Mỹ, thằng Mỹ là thằng chùm, thằng thứ nhì ấy là một số thằng ví dụ Hàn Quốc. Hàn Quốc là cái thằng mà giống y xỉn Việt Nam ấy. Đấy, đều Hàn Quốc. Và chúng ta nhìn thấy rằng rõ ràng kể cả Mỹ này, Hàn Quốc này chưa có ông nào gọi là vượt đỉnh. Đấy, chưa ông nào vượt đỉnh. Vậy Việt Nam giống như một cái cổ phiếu loại nhỏ, chả câu chuyện gì riêng, cũng chả có gì đặc sắc. Chúng ta nhìn tất cả các cổ phiếu của thế giới chưa có thằng nào vượt đỉnh trong giai đoạn vừa rồi, nghĩa chưa bao giờ vượt đỉnh trong cái tháng 4 vừa rồi. Đấy thì chúng ta phải nhìn nhận một cái câu chuyện như thế. Thì rõ ràng rằng cái điều kiện đủ của chúng ta để được vượt đỉnh là phải có một thằng nào đó có thể không vượt đỉnh mà cũng phải gần đỉnh. Ví dụ như là thằng Hàn Quốc chẳng hạn. Đấy, chúng ta cần một ngày gần đến đây rồi. Nó lên được 3 cây rồi nhá. Thì chúng ta cần thằng Hàn Quốc nó phải có một cây nến nào đó. Ví dụ như kiểu như này này. Đây này, nó không vượt đỉnh nó phải chơi 1-2 cây như này này. Đấy, hoặc là như này này. Nó đến đây rồi này. Nó vọt phát lên hoặc là như này này. Đến đây nó vượt sát được vùng đỉnh cũ. Đấy, ví dụ như vậy. Thì mình cần thằng Hàn Quốc. Mình cần thằng Hàn Quốc. Đây là điều kiện gọi là liên đới. Đấy, ông này ông chơi một cây cho tôi lên đây đi. Đấy. Hoặc là ông Mỹ thì ông không vượt được đỉnh bởi vì ông tăng trước rồi. Thì ông vượt lại hộ tôi cái M20 lên sát sát lên nhờ. Đấy. Đấy thì chúng ta cần điều kiện của tất cả những nước láng giềng xung quanh. Hoặc ông Nhật Bản đi. Ông đang ở trong một cái pha tích lũy rất là tốt rồi. Thì chúng ta cần một thằng Nhật Bản này đó. Nó vượt cái cây trên. Không cần vượt đỉnh thì ông vượt cho tôi một cây. Vượt cây khoảng tầm 300 điểm. Lên như này đi. Đấy. Chúng ta thấy rằng ở đây là cái điều kiện mà thằng lái Việt Nam nó cũng cần phải có yếu tố. Các bạn tin vào điều đấy. Bây giờ thị trường đang no trend, không có tin tức gì. Thì chúng ta nhìn thằng Mỹ, chúng ta nhìn thằng coin, chúng ta nhìn vàng, chúng ta nhìn đô la, đúng không? Thì thằng lái nó cũng cần phải có một cái yếu tố. Nó phải cần một cái để các bạn tin rằng a thị trường Việt đỉnh thật, thì tôi mua lệnh, đúng không? Thì chúng ta phải như vậy. Thì mình nghĩ rằng cái điều kiện cần đó là ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Do đó thì mình nghĩ rằng là nếu mà thị trường thế giới không có gì tích cực ấy, thì Việt Nam nó lại tiếp tục lằng nhằng ở đây tiếp. Nó có thể lằng nhằng tiếp ở đây trong 1-2 phiên. Và mình đánh giá rằng là tốt nhất ấy, Việt Nam lên thứ 2 hoặc thứ 3 là lên vượt. Bởi vì nếu mà sau 7 phiên mà nó không vượt thì rủi ro gãy lại cao lên. Đấy, thực sự là thế. Thì thực sự trong quá khứ cũng có một trường hợp nó đi ngang rất lâu sau đó mới vượt. Đây mình chỉ cho anh em một cái khu vực này. Nó đi ngang rất lâu sau đó nó mới vượt. Đấy. Đây là một trong trường hợp mà khá là hy hữu. Nó đi ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cái MACD nó cũng bò này. 8 phiên. Đến phiên thứ 9 bắt đầu mới vượt lên. Tuy nhiên rằng là để đẹp nhất ấy, thì mình đánh giá rằng đẹp nhất là phiên thứ 4 là đẹp nhất. Đấy. Và chúng ta nhìn rằng là thực tế ấy, nếu chúng ta nhìn ở cái chart 5 phút đây này. Đấy. Thì chúng ta đã có tổng cộng là 2 lần chạm vào vùng đỉnh của 1.295. Và như chúng ta đã anh em mình hay nói ấy, mình hay nhận định ấy, rằng là có câu chuyện quá tam ba bận thì thường cái vị trí đẹp nhất để vượt nó là phiên thứ 4. Có nghĩa là nếu mà kịch bản ngày thứ 2 ấy, mình nghĩ nó sẽ như này, nó lại mở một gap lên đây 1.292 lần nữa. Sau đó thì anh em là đừng có mua đuổi đây thì đợi nó test lại một lần nữa. Nhưng mà nó sẽ không test sâu này. Có nghĩa là nó test cái đáy ngày càng tăng dần lên. Có thể là chỉ test 1.880 hoặc là 1.289 này. Thì đến cái lần thứ tư sẽ là cái lần nghĩa có thể là chiều thứ hai. Đây mình kẻ zoom to cho anh em xem này. Thì có thể là đến chiều thứ hai là khoảng 1 giờ chiều này. Đấy, nó như này là đẹp nhất này. Nó test ở đây này, xong chiều ông phi lên thì là đẹp nhất. Thì chúng ta sẽ phá cái đỉnh 1.293 ở cái lần thứ tư. Đấy, và nếu anh chị nào muốn mua đuổi ấy, thì mình tư vấn rằng anh em mua đuổi ở cái lần thứ tư này. Đấy, chứ đừng mua đuổi lần thứ ba. Mua gọi là mua T0 hay là cái gì đấy. Mua đuổi lướt T0 cái gì đấy thì mua ở khu vực này. Với cái điều kiện ấy là thanh khoản phải tốt và kéo khoát. Và cái câu chuyện này có một dòng, có hai dòng dẫn. Ví dụ như là dòng ngân hàng này. Chứng khoán này chẳng hạn. Ví dụ như vậy, hoặc là có một số ngành nào đó khoảng 2 ngành vượt đỉnh, kiểu như vậy, đánh dứt khoát này có thể là càng, có thể là gì đấy, thì chúng ta sẽ mua đuổi ở đây. Và cái target mua đuổi ở đây thì đến khoảng tầm 1.200 mà 1.310 mấy, chúng ta sẽ bán ở khu vực này.
Đấy, đây là cái kế hoạch của mình. Đấy. Mình sẽ bán ở khu vực này. Đấy. Thì đây là cái kịch bản mà mình đưa ra cho ngày thứ hai. Thì hy vọng rằng là nó tích cực, bởi vì broker hay khách hàng cầm hàng thì đương nhiên muốn tăng. Tăng chúng ta bán có lợi, đúng không? Thì cái video này chia sẻ khá là dài rồi. Điều kiện cần và điều kiện đủ cũng có, đúng không? Đúng không? Vấn đề mình chia sẻ một chút nữa. Thế giới giờ này là hơi dị, khá là dị, và chúng ta phải theo dõi rất là sát. Thứ nhất mình để ý đấy, cái chỉ số DI này, đúng không? Chỉ số này thường đi ngược lại với chứng khoán. Đấy. Nhưng chúng ta lại nhìn một cái câu chuyện rằng hôm nay chỉ số DI tăng cực mạnh luôn. Mà cái điều này đến từ cái câu chuyện rằng là chỉ số non-farm, à, việc làm gì ấy của Mỹ hôm nay là khá là xấu. Có nghĩa là nó ảnh hưởng tích cực đến cho đô la và ảnh hưởng tiêu cực đến chứng khoán. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại một cái vấn đề ngược lại là rất là kỳ dị. Đó là đô la hôm nay rất là tăng. Đô la hôm nay rất tăng. Nhưng mà thằng Dow Jones hôm nay này, lúc nãy nhúng đùa xong lại tiếp tục kéo xanh. Đấy. Mà trong khi thằng vàng này thì ảnh hưởng đến cái tin tức là Trung Quốc nó ngừng nhập khẩu vàng sau 18 tháng. Thì ông vàng này cắm đầu một cái nến rất là khó chịu. Nhưng mà ngược lại thằng vàng bình thường, ông vàng và ông Bitcoin hay đi cùng nhau. Thì hôm bây giờ nó lại ngược lại. Có nghĩa là cái thị trường thế giới bây giờ nó đã khá là hỗn loạn, mình đánh giá. Thực sự nó khá là hỗn loạn. Và chúng ta phải, điều đấy mình nghĩ là không phù hợp với ai đánh full margin. Chúng ta vẫn chưa đủ những kiến thức, cũng như chưa đủ để tầm đánh giá thị trường trong giai đoạn này dựa vào các sự biến động vĩ mô này. Mình đánh giá bình thường ông vàng tăng cùng với coin, nhưng mà hôm nay coin phi sát đỉnh và tích lũy này, không biết nó có tăng nữa không này. Đấy, đang khá đẹp, coin này khá là đẹp. Nhìn cái kèo này vớ vẩn là tích lũy 3 cây xong rồi lại tăng tiếp ấy. Không biết chừng nhìn các chỉ số khá đẹp. Nó chưa phân kỳ, nó cũng giống nước Việt Nam ấy. Ông coin này giờ đấy hơi giống Việt Nam. Tích lũy đi ngang. Đấy mà cái coin này công nhận này. Em thì để ý coi đợt này lại đánh rất là giống Việt Nam này, nhúng xuống đi ngang ba phiên này. Đấy, chúng ta nhìn thấy coi lại rất là giống Việt Nam. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cái thị trường đợt này nó khá là khó chịu, nhúng xuống đi ngang. Nhưng mà thằng vàng thì rơi thê rơi thảm luôn. Mà đây là lần rất là lạ là chứng khoán tăng mà trong khi chỉ số đô la đứng lên. Đấy, trong khi ông giàu thì nghĩa là chúng ta phải giai đoạn này mình nghĩ là lên thận trọng một chút để chúng ta còn đường lui. Và nếu mà thực sự thị trường nó không đúng như chúng ta mong đợi ấy, có một phiên giảm thật mạnh ấy, thì chúng ta phải quản trị rủi ro. Một là khi gãy cái chân này bắt buộc chúng ta với khối lượng lớn chúng ta phải bán. Anh em mà lì hơn ấy, thì bắt buộc phải đến đây. Đấy, thì mình chia sẻ cái video hơi dài một chút bởi vì có quá nhiều kiến thức mà mình cần nói. Thì nói thật là nhóm mình hôm nay cũng có lợi nhuận nhưng mà không nhiều, có lợi nhuận nhưng chưa nhiều. Đấy, mà mình nghĩ rằng là cố gắng và lăng nhặt chuẩn bị và mình đặt cược cho cái kèo nó vụt phát lên như này thôi, lên trên này thôi, thì chúng ta sẽ có 5-7% nữa. Còn giai đoạn này thì bảo ăn dày là không có, thực sự không có. Đấy, mình chia sẻ. Hôm nay con CTR của mình thì nó về bờ rồi. Không biết được ngày mai nó có như nào. Hôm nay mới về được bờ. Thì mình đang kỳ vọng con này nó sẽ đánh theo cái trend của FPT. Đấy, thì hy vọng rằng nó tạo được ba cái đáy này. Một đáy, hai đáy, ba đáy này. Thì hy vọng rằng nó phá được cái trend này lên. Tất nhiên mình sẽ không mua đuổi đâu. Nhưng phá được 136 mà dứt khoát lên tí ấy, thì mình kỳ vọng con này sẽ ăn dày. Đấy, nó đang tích lũy lên đây này. Test đây này. Mình cần một cây như kiểu này này, phá biên mạnh nhé. Đấy, thì mình hy vọng là như thế, nó cũng test lại mà 20 chứ. Đánh đúng kỹ thuật, mình cần một phiên kiểu như thế này, hoặc là một phiên như thế này, thì chúng ta sẽ khá là tự tin với CTR. Còn những cổ phiếu khác thì HAH thì chúng ta cầm mình có lợi nhuận rồi đúng không? Vicoship rồi Tiên Phong Banh thì mình thấy rằng là khá thích con này. Thứ nhất là nó màu tím, tâm linh một tí, màu tím. Thứ hai nó nhẹ sát, và thứ ba là nó đang phá được cái trend rồi. Đây là một kèo mình nghĩ rằng anh em có thể mua. Đấy. Đang phá rồi, test lại khối lượng thấp này, tăng khối lượng cao này, giảm khối lượng thấp này, đây là điều khá tích cực. Đấy, mình thấy nó cũng tích cực đấy, tạo đáy đôi rồi thì mình nghĩ đây cổ phiếu mà mình nghĩ là an toàn, không lỗ nhiều đâu. Đánh con này khó lỗ nhiều, nhưng mà ăn thì mình nghĩ rằng là nó cũng khó ăn dày. Anh chị em có thể lên khoảng tầm 10-19 này, quanh quanh đây là bán, kiếm khoảng tầm 5-7% thôi. Mình bảo rồi, cái khu vực này là bán. Đấy, tầm tầm đến đây là mình té thôi, lên đây này 4-5% thôi. Đấy, lên được 5% thì chúng ta rút. Ví dụ như vậy thì nghĩ rằng là ngân hàng chỉ thế thôi, thua có thua nhiều đâu. Đấy, đòi thắng làm sao thắng nhiều được. Đây là một nghĩ, mình nghĩ là mua cho đầy bụng, cho nó ấm bụng để cho nó an toàn thôi. Thì anh chị em có thể tham khảo cái kèo này nhá. Thì video đến đây có nghĩa là khá dài rồi, kết thúc. Thì anh em ngày mai mình có một chia sẻ một cái video mới, đó là thực sự chu kỳ tăng đã sắp hết chưa. Và cái video này thì nó khác các video khác, đó là mình sẽ góc nhìn từ 1-3 tháng, góc nhìn nhà dài hạn hơn, và nó không phải từng ngày,
thì chúng ta có thể theo dõi video này để có kế hoạch dài hạn hơn cho trung hạn. Thì hôm nay có nhiều khách hàng hỏi em rằng là chị cầm mã này trung hạn được không? Thì mình bảo trung hạn đợt này thì em nghĩ rằng là chưa nên. Trung hạn đợt này của em chỉ kéo dài từ 1 đến 2 tháng thôi. Còn nếu mà anh chị muốn cầm từ 6 tháng trở lên ấy, thì hãy xem video này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và lắng nghe video này khá dài. Thì hãy để lại ủng hộ cho em Hưng một lượt like. Và hãy nhớ rằng là cố gắng mua bán mặc cả cho kỹ nhé. Cảm ơn tất cả. Ai muốn vào nhóm cộng đồng thì có thể quét mã này. Và like kênh, mã cộng đồng và liên hệ em để vào cùng nhóm cộng đồng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay nhắn tin khách hàng khá là chi tiết đấy. Này. Nhắn rất là chính xác luôn. Đấy. Thậm chí mình nghĩ anh em để ý này. Mình đánh nhắc rất kỹ này. Đây này. Còn 9 phút này. Đang tạo đáy ở đây là lúc chắc chắn rằng là mọi người sẽ bắt đáy thôi. Nhá nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.